Vừa qua, Đoàn Thanh niên EVN và EVN NPC đã ký kết thỏa thuận phối hợp hoạt động đoàn về công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn hành lang lưới điện và công tác truyền thông. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC đã tổ chức nhiều buổi làm việc, trao đổi thống nhất các nội dung phối hợp nhằm mục tiêu phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức đoàn, hướng đến các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với khách hàng sử dụng điện và lan tỏa được hình ảnh đẹp của ngành điện đến với cộng đồng. Do đó, các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, tuyên truyền an toàn hành lang lưới điện, công tác truyền thông được hai bên thống nhất sẽ là nội dung chủ yếu. Đoàn Thanh niên Tổng công ty cũng sẽ là đầu mối kết nối giữa Đoàn Thanh niên EVN với các tỉnh đoàn, thành đoàn địa phương trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc để trao đổi, đề xuất các chương trình, kế hoạch hành động, phối hợp cùng các tổ chức đoàn địa phương thực hiện các nội dung thỏa thuận. Hàng năm, các đoàn viên thuộc EVN NPC đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, công trình thanh niên được cộng đồng và nhân dân đánh giá rất cao, như chương trình thắp sáng đường quê, Tết ấm vùng cao, các hoạt động hướng về đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt. Nhiều chương trình lớn được đoàn thanh niên tham gia hưởng ứng với vai trò nòng cốt như giờ trái đất, điều chỉnh phụ tải, an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền tiết kiệm điện, thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh ngành điện chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại trong mắt cộng đồng. Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Đoàn Thanh niên EVN trong suốt những cái thời gian vừa qua thì trước khi đi đến cái thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có rất nhiều những cái hoạt động phối hợp trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai. Thỏa thuận lần này cũng giúp cho đoàn tổ chức đoàn của hai đơn vị là sẽ có những cái tính xung kích, phát huy tính xung kích, đoàn kết, tiên phong để đưa cái hình ảnh của tổng công ty nói riêng và EVN nói chung ra đến cộng đồng hiện đại, thân thiện và gần gũi hơn.